안녕하세요. 안녕하세요. 갑중기. 네. 다시 라이. 라이. 안녕하세요. 안녕하세요. 동로. 그렇지. 아, 보이다. 아, 보이다. 6일날. 여기 눈광. 몰라요. 몰라요. 왜 몰라요? 농말 세로 줄 무늬 옷을 입으면 키가 커 보여요. 세로 줄 무늬 옷을 입으면 키가 커 보여요. 염려 밝은색 옷을 입으세요. 밝은색 옷을 입으세요. 어디 아파요? 얼굴이 안 좋아 보여요. 어제 늦게 자서 피곤해요. 이것 좀 드셔보세요. 제가 만든 빵이에요. 빵이에요. 맛있어 보여요. 예컨 밝다 어둡다 레디 어둡다 너무해. 어둡다 라지. 예? 어둡다. 뭐야? 너이. 어다. 밝다. 네. 밝다 뭐야? 얼굴
có không gì. Có mũi. Không có gì. Không có mũi. Không có không gì. Không có gì. Không có kẻ hả? Sọc đúng không? Sọc. Ăn chơi mẹ. Sọc. Sọc. Đúng gì mày ạ? Đúng gì? Đúng gì mày ạ? Hoa văn. Hoa văn. Hoa văn mẹ. Em ơi, suy nghĩ đi. Không có gì. Không có gì. Có gì, không có gì. Đó là nghe. Em nói gì? Em ơi, đừng não đi. Đi trả lại đi. Rồi, cô. Phải, suy nghĩ đi. Đã rồi à? Maybe. Maybe, có lẽ. Anh ơi. Dạ. Yeah. À, là đó. Ok. 진짜. 컴퓨터. 컴퓨터. 맞지? 라 컴퓨터. 저 같게. 컴퓨터 라 컴퓨터. 저. 한국 어 몰라요. 몰라요. 못 믿어요. 못 믿어요. 못 믿어요. 나 컴퓨터. 못 믿어요. 어요. 못 믿어요. 컴퓨터. 자, 새로 줄 무늬 옷을 입으면 키가 커 보입니다. 새로 줄 옷을. 옷을. 입으면 키가 커 보입니다. 뭐예요? 새로 줄.
hôm nay. Chị hôm nay. Hôm nào cũng được. Ở đi học hả lỗ? Bố ở đâu? Bố ở đâu? Ba đâu? Bố ở đâu? Ba ở đâu? Ba đâu làm? Ba đâu làm? Ba ở đâu? Ba đâu? Ba đâu? À ba. Có. Gì? Đâu? À ba. Tôi làm bánh mì hả? Ờ? Tôi làm bánh mì.
không, có chị không ngại.